Chào các bạn, mình là Đạt Anh đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ giải The Slash dạng bài vị hình trong đợt thi thành phố Vũng Tàu năm 2019 nha. Giờ bắt đầu nào, thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe. Và các bạn nhớ nhấn nút chuông để mà biết những video mới của mình nha. Giờ bắt đầu nào. Thì bài vị hình trong đợt thi thành phố Vũng Tàu năm 2019 thì nó sẽ cho mình là sử dụng phần mềm Slash để thực hiện các công việc sau. Là thiết kế chương trình tổng quát vị hình đa giác với số cạnh và độ dài mỗi cạnh bất kỳ. Lúc các bạn nhấn phím đưa thì nó sẽ tạo ra một hình hoa văn từ hình đa giác trên với số lầm lọc, số cạnh và độ dài nhập bất kỳ từ bàn phím. Yêu cầu là nét vỉa một hình hoa văn có số màu sắc của nét vỉa bằng số lần lọc. Như vậy, ví dụ như là khi lọc 10 lần thì đa giác 5 cạnh, đồ dài mỗi cạnh thì 100. Kiểu như vậy. Rồi. Giờ người ta nói là nhóm phim đồ đỡ tạo ra một hình hoa văn từ hình đa giác trên với số lần lập, số cạnh và độ dài nhập bất kỳ từ bàn phím. Vậy chúng ta sẽ làm. Đây thì mình vậy đúng không? Chúng ta sẽ đặt cho cái con này nó nhỏ lại đây, 64 này. Rồi chúng ta sẽ làm là khi nhấn vào là cơ màu xanh thì nó sẽ đi tới điểm x là 0 và y là 0. Bởi vì nếu mà vị lặp lại về số đa giác vậy thì chắc chắn là phải vị ở tâm giữa màn hình nha. Được, có chỗ chấm là vị thêm. Và chúng ta sẽ cho nó hỏi là hãy nhập số cạnh của hình đa giác đấy là 2. Lúc đó nó sẽ hỏi như vậy và mình sẽ ghi số cạnh là 4 hay mấy đấy. Do là trong cái bài ấy nó chỉ nói là nhóm phim đơ được tạo ra một hình hoa văn từ hình đa giác trên với số lần lập, số cạnh và độ dài nhập bất kỳ từ bàn phím. Thì nó nói là số lần lập, số cạnh và độ dài nhập bất kỳ từ bàn phím. Vậy mình phải nhập bất kỳ số cạnh của hình đa giác, số lần lập và độ dài cạnh của nó trên đây để nó có thể vẽ được một hình hoa văn như vậy đấy. Nên nếu mà nhấn phím đưa ấy thì nó sẽ chạy đó. Thì chúng ta sẽ nhấn vào nhóm sự kiện thêm cái lệnh khi bấm phím đưa đây và đợi cái lệnh lúc nãy thêm vào đấy. Rồi lúc đó thêm rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra biến để mà lưu cái đáp án mình vô. Do lỡ mà nó hỏi ấy, lúc nó hỏi thì nó sẽ lưu vô cái trả lời này. Nhưng lúc mà hỏi lại một lần nữa ấy, thì nó cũng sẽ lưu vô trả lời. Nó không phải là một cái danh sách, nó là một cái biến trả lời. Nên là chúng ta sẽ lưu vô những cái biến như sau. Thì lúc nãy nó nói là nếu nhóm phim đơ thì nó sẽ tạo ra một hình hoa văn với số lần lập, số cạnh của hình đa giác và độ dài của cạnh nhập bất kỳ từ bàn phím. Vậy đầu tiên là số cạnh nè. Số cạnh là số cạnh của hình đa giác đấy. Thì chúng ta sẽ đặt số biến số cạnh này là câu trả lời, cái biến trả lời này. Tiếp theo chúng ta thêm nhân bản nó tiếp.
Bởi vì trong này nó có gì ta? Nhập bất cứ đồ bàn phím là số cạnh của hình đa giác, độ dài cạnh của hình đa giác và số lần lập đồ vĩ nhiều hình đa giác như vậy. Nên chúng ta sẽ tạo ra ba cái và chúng ta thay đổi. Như là cái tiếp theo là hãy nhập số cạnh của hình đa giác. Chúng ta thay là hãy nhập chiều dài, hãy nhập độ dài, hãy nhập độ dài cạnh của hình đa giác hai chấm. Rồi chúng ta tạo thêm biến nữa, chúng ta chỉ tạo thêm biến nữa là biến tên là độ dài cạnh, rồi dài đúng không? Chúng ta đặt cái đặt độ dài cạnh nè, trả lời hãy nhập độ dài cạnh của hình đa giác đấy. Rồi giờ tiếp theo là hãy nhập này, chúng ta chỉ ghi là hãy nhập lần lập đấy, hãy nhập số lần lập của hình đa, số lần lập vĩ của hình đa giác là số lần vĩ của hình đa giác ấy là bao nhiêu lần đồ vĩ nó. Thì xong rồi chúng ta cũng sẽ đào thêm một biến nữa là biến biến số lần lập đấy. Rồi chúng ta đặt cái biến số lần lập lập của nó là câu trả lời sau khi mà nó trả lời thì hãy nhập số lần lập vĩ của hình đa giác, và lúc đó thì cái chu trình nó sẽ chạy chạy đúng không? Nên lúc đó là nhập xong thì nó sẽ vĩ ngay bây giờ luôn. Với là nhấn nút đơ rồi hiện là đồ gia cảnh đúng không? Các bạn nhìn đây thấy biến số cạnh, số lần lập về đồ gia cảnh nó, hãy nhập số cạnh là mình ghi 8 ơi, 8 cạnh này để số cái biến số cạnh sẽ lưu số 8 vô, và hãy nhập đồ dài cạnh của hình đa giác mình ghi 100 thì nó sẽ lưu 100 vô cái đồ dài cạnh của cái hình đa giác, và cuối cùng là hãy nhập số lần lập vĩ của hình đa giác mình ghi số 5 là cái biến số lần lập nó sẽ lưu số 5 vô đồ vĩ cái hình đồ vĩ số lần của hình đa giác đó. Và đây giờ tiếp giờ lúc nó trả lời xong thì chúng ta để biết được số cạnh, số độ dài cạnh và số lần lập đồ vĩ của hình đa giác. Rồi giờ chúng ta sẽ lấy dùng áp dụng mấy cái biến đó đỡ mà vĩ ra cái hình hoa vàng làm được làm bởi cái hình đa giác mà mình để nhập vô ấy, mình nhập vô biến ấy. Nên chúng ta chỉ lấy những biến đó đỡ vĩ cái hoa vàng đây giáp. Nên chúng ta sẽ nhấn vào tim vòng mở lỏng, nhấn vào bút vĩ và chúng ta tìm cái này, cái số tất cả ấy, thì nó sẽ số hết cái hết tất cả những cái mà mình để vĩ trên này đúng không? Chúng ta đỡ chỗ đây luôn, đỡ đầu đây, đỡ lúc nhấn nút đơn nó xóa liền. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhấn thêm ghi lệnh nhấc bút đỡ mà khi mà nó nhấc khi mà nó chuẩn bị vĩ ấy thì các bạn thấy không, lúc lỡ lúc nó vĩ xong rồi thì nó sẽ đi đến, nó sẽ ở bên đây. Rồi lúc mà khi nhấn bàn phím đơ thì nó có là đi tới điểm x là không, y là không, thì nó sẽ đi đến giữa. Mà lỡ trong lúc đó là mình vẫn đang vĩ ấy thì nó sẽ vĩ một cái đoạn thẳng từ từ cái khu mà đã vĩ xong và đi về cái tọa độ mà đỡ quay lại ban đầu. Rồi chúng ta chìm khóa lệnh nhấp bút, và lúc này sau khi mà nó trả lời xong ba cái này là chúng ta sẽ chọn bút màu là màu đỏ. Các bạn muốn chọn màu nào thì các bạn chọn tùy ý nha, tùy kìa, các bạn chọn màu nào cũng được thì mình sẽ chọn màu đỏ. Và đặt kết thúc bút vĩ hành. Lưu ý thì cái kích thước mặc định đồ vĩ ấy thì chỉ có lý là 1, 2 hoặc 3. Và mặc định nhất là số 2. Đó là mình sẽ đặt kích thước bút vĩ bằng 2. Đấy. Và lúc đó, lúc đây để cài xong rồi. Giờ cuối cùng là hướng vào phía ha. Rồi nó hướng vào đây xong rồi nó vĩ một cái đây. Xoay hướng ấy một cái đây. Vĩ lúc vĩ hình hoa văn ấy thì
rồi nó sẽ vẽ một hình, xong rồi nó sẽ xây xây một cấp cấp độ nào đó, rồi nó sẽ vẽ lại nữa. Thì nó sẽ vẽ từng cái ở cấp độ khác nhau, rồi cho nó dính với nhau lại để trở thành một cái hình hoa văn. Rồi giờ chúng ta đã chuẩn bị cái phần cài đặt cái bút vẽ xong rồi. Giờ cuối cùng muốn cho nó vẽ ấy thì chúng ta thêm khối lệnh đặt bút. Đấy. Rồi. Giờ tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ tới phần vẽ nha. Đây là phần vẽ, đây là phần phần chính á, là phần đồ vẽ cái hoa văn ấy. Rồi. Giờ chúng ta sẽ vẽ cho nó. Nếu thì các bạn còn nhớ cái việc vẽ, nếu dùng bạn này thì biết không biết vẽ cái hình đa giác thì mình sẽ chỉ nha. Thì hình đa giác ấy thì nó sẽ hình đa giác à, thì nó sẽ là hình hình ngẫu nhiên, hình có số cạnh ngẫu nhiên về độ dài thì tùy ý không, thì số cạnh vậy đúng không. Ví dụ như hình vuông ấy thì nó sẽ nó có bốn cạnh, nó sẽ vẽ hình vuông. Và các bạn biết ấy thì nó sẽ xoay phải 90 độ đúng không? Nhưng lỡ mà cái hình nó có số cạnh khác mà mình vẫn xoay phải 90 độ thì nó sẽ bị sai, đúng không? Nó sẽ bị dính lại. Nên ấy, mình không chỉ không biết số cạnh đó là bao nhiêu thì mình sẽ lấy tính, là có cách tính thì cho lặp lại số cạnh của cái hình đa giác mà mình để nhập vô à. Rồi cho nó di chuyển là độ dài cạnh, độ dài cạnh mà mình để nhập vô, độ dài cạnh của cái hình đa giác. Hình đa giác nó cũng giống như những hình khác như hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật hay hình gì đó, nhưng có điều khác là nó sẽ có số cạnh khác nhau, ngẫu nhiên hoặc là tùy chọn không. Rồi nó sẽ di chuyển là đồ dài cạnh mà được nhập trên đây, và nó sẽ xoay phải ấy. Thì nếu không biết ấy thì các bạn chỉ dùng áp dụng cái này là xoay phải 360 độ chia cho số cạnh, nó sẽ vẽ một hình đa giác đây. Ồ to quá, chắc mình nhập hơi, chắc là mình nhập hơi to quá đấy. Đó. Đây, giờ mình nhấn nút đơ. Mình ghi là cạnh của hình đa giác là cỡ 50. Rồi hãy nhập độ dài cạnh của hình đa giác, ví dụ 50. Và số lần lặp vẽ 2 thì nó sẽ vẽ ra hình đa giác rồi đúng không? Nhưng nó vẫn chưa vẽ ra hai cái hình đa giác đó. Do số lần lặp là 2 nên là nó sẽ vẽ hai cái hình đa giác nhưng mà chưa. Nên chúng ta cũng sẽ thêm một cái lặp lại vô trong cái lặp lại tạo ra hình đa giác. Rồi chúng ta thay đổi cái lặp lại số cạnh này thành thành số lần lặp của cái đỡ mẹ lặp lại đầu vĩ hai hình của hình đa giác đó. Nhưng mà lúc vĩ hai hình ấy thì nó sẽ bị dính vô nhau, nó vĩ một cái vậy mà nó không có sai ấy thì nó vẫn vĩ một cái vậy, nên là nó sẽ bị dính vô mình không thấy cái thứ hai là bao nhiêu. Giờ hai đôi để dính vô sẵn rồi nên chúng ta sẽ cho nó xoay phải, cũng giống như là áp dụng cái thuật toán đồ vĩ là hình đa giác, còn vẫn là 360 chia cho số cạnh, nhưng thay vì đó nó sẽ là số lần lặp. Đấy, cũng giống như là lặp lại số cạnh là xoay phải 360 chia cho số cạnh, cũng tương tự như số lần lặp, lặp lại số lần lặp và xoay phải 360 chia cho số lần lặp. Rồi đây sẽ chạy à, nhấn vào. Đấy, nó sẽ nói hãy nhập số cạnh của hình đa giác. Chúng ta ghi là 5 cạnh. Rồi hãy nhập độ dài cạnh của hình đa giác là mình nhập là 64. Và nó hỏi là hãy nhập số lần lặp vĩ của hình đa giác. Ví dụ như mình ghi 50, nó sẽ vĩ một nó, các bạn thấy không? Thì nó, các bạn thấy nó sẽ vĩ 5 cái à. Do hình đa giác nó có 5 cạnh thì nó sẽ là hình ngũ giác.
nó vỉ một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh, nó xoay nó vỉ thêm năm kia hơn đây nữa, đấy bốn kia hơn đây nữa là năm hơn, đúng 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 theo hướng luôn. Các bạn thấy nó giống như hình hoa văn không? Đấy, giờ nhắn lại là số cạnh của hình đại giác, ví dụ như mình ghi ra số 4 đi, vậy nó có bốn cạnh, nghĩa là hình vuông nó có bốn cạnh, vậy nó sẽ có nó chỉ là hình vuông. Và hãy nhập độ dài cạnh của hình đại giác, mình ghi là 100. Và cuối cùng là nó nói hãy nhập số lần lập vĩ của hình đại giác, mình ghi là 10, thì nó sẽ vĩ ra 10 cái hình hình vuông ở hướng khác nhau, đỡ mẹ vĩ ra một hình hoa văn hình vuông. Đấy, rồi vậy là chúng đây để xong ba này rồi nha. Đấy, vậy giờ đấy, giờ video đến đây cũng kết thúc rồi, thì giờ xin được các bạn và bye bye nha. Thì mình sẽ làm bài giải bài stress, bài stress phần sau nha. Giờ xin được các bạn và bye bye.